Để tôi kể này cho nghe. Trong một cuộc khảo sát á, quốc gia nào hạnh phúc nhất thế giới nha, cái Việt Nam mình bất ngờ đứng đầu bảng, vượt qua cả Anh, Mỹ, Canada, Thụy Sĩ đồ mấy nước châu Âu đồ luôn. Không phục trước cái kết quả này, cái mấy cái phóng viên quốc tế quyết định làm một chuyến đến Việt Nam thử coi, để tìm hiểu thực hư coi nó ra sao. Cái ở đây họ tiến hành một cái cuộc điều tra. Đầu tiên, họ nghe một gia đình đón con từ trường về, liền đến bàn thờ tổ tiên nói chứ, tạ ơn trời, hôm nay con đến trường mà còn được lành lặn, không có bị bắt cóc trên đường đi học gì à. Nói xong, cả gia đình ôm chầm lấy nhau, lấy làm hạnh phúc. Qua tới ngày thứ hai, họ vào một công ty thì nghe, tạ ơn trời, hôm nay con ăn cơm công ty mà không có bị ngộ độc. Tức thì cả đám công nhân ôm chầm lấy nhau hạnh phúc luôn. Qua tới ngày thứ ba, họ đứng ở đầu một cái con hẻm gần một cái nhà nọ, cái họ nghe, trời ơi, tạ ơn trời, hôm nay con ra đường mà về nhà an toàn, không có bị tai nạn giao thông. Dứt lời cái cả nhà mở loa kẹo kéo hát mừng hạnh phúc liền. Rồi qua tới ngày thứ tư, cái họ gặp một anh lái xe, anh ấy tạ ơn trời đất, hôm nay con đi đường mà không có gặp cái bọn giao thông đòi bánh mì. Nói xong cái anh ta hai tay đặt ở trước ngực ra vẻ thiệt là hạnh phúc. Qua tới cái ngày thứ năm, họ gặp một đám công chức tại chùa, cái đám này nó khấn tạ ơn trời đất, năm nay con ăn hối lộ mà chưa bị bắt. Cái liền lập tức nguyên một đám luôn, nước mắt ròng ròng hạnh phúc vậy đó. Rồi ngày thứ sáu, họ đến một bệnh viện, cái họ lại nghe tạ ơn trời, may mắn con không bị ung thư do ô nhiễm. Xong cái người thân cùng với họ hàng xúm lại cái chỗ bệnh nhân đó, chúc mừng quá chừng luôn, hạnh phúc quá chừng luôn. À qua tới ngày thứ bảy, họ gặp một cái đám tang, họ thấy gia quyến ôm nhau nhảy cẩn lên mừng rỡ vậy đó. Trời ơi, tạ ơn trời, cuối cùng thì con đã xin được cái giấy báo tử cho người nhà quá cố của con rồi. Nói chung là ha, đến cái nước này thì coi như đám phóng viên quốc tế đó nhìn nhau ra cái vẻ đăm chiêu, xong rồi không ai bảo ai, tất cả cùng ôm nhau và khóc. Ở đây tầng lớp nào hoàn cảnh nào cũng thấy hạnh phúc hết trơn á, đến chết mà cũng cảm thấy hạnh phúc, thế thì lấy đất gì mà cạnh tranh với họ. Ôi Chúa ơi, hóa ra chúng con mới là người của những đất nước bất hạnh. Mẹ ơi, chuyện hay không? Trời ơi, tôi nói nè, cái chuyện mà làng cam mà không có miễn phí ăn ở cho cán bộ đi theo mấy cái đoàn thể thao của mấy nước mà dự SEA Games 32 đó nha. Ta nói đối với cán bộ làng bưởi á, là đó là một cái cách hành xử vô cùng tàn bạo, vô cùng dã man á nha. Nó thiệt sự giống như là một cái vết dao á, chém vào cái văn hóa ăn trực á, giống như cái nhát búa mà bổ xuống cái phong tục ăn theo của làng bưởi vậy đó. Trời ơi, ở cái nơi thiên đường hạ giới, trong bốn cái học thì học ăn là đứng đầu rồi, sau đó mới tới học nói, rồi cái học gói mang về là khâu cuối. Tôi nói á, để mà biết, cái miếng ăn nó rất là quan trọng với làng bưởi, mà nỡ lòng nào mà cắt đi cái miếng ăn vậy trời. Làm như thế là ảnh hưởng sâu sắc đến cái tình hữu nghị á, là làm phí công vun vén tình nghĩa láng giềng đồ đó nha. Kinh với lại Khmer là hai anh em mà, mắm tôm với mắm bò hóc là bạn bè mà. Cổ nhân nói cái câu gì thì không biết, chứ kim nhân á, có cái câu có thực mới vực được cán bộ. Cán bộ đi theo, họ không có đá bóng, không có bơi lội, không nhảy cao, mà cũng không có vượt rào, không chơi quần vợt nốt. Nói chung là họ không có làm cái gì hết ngoài cái việc ăn với ngủ. Bởi vậy, không cho họ ăn, không cho họ ngủ là quá dã man đi. Nói ra thì quá xấu hổ, chứ đừng có bao giờ mà nhân danh á, cuộc tình ở trên bán đảo Đông Dương hay là tình Mê Công bồi đắp nữa nha. Ăn ngủ ké miếng mà cũng không cho à. Hận à. Ta nói như vậy á, là hèn nhất từ xưa đến nay đó nha. Ở các quốc gia phát triển, chính phủ vẫn duy trì một cái tỷ lệ thất nghiệp phù hợp. Để làm gì? Để cân bằng lợi ích giữa người lao động và người sử dụng lao động. Tỷ lệ thất nghiệp mà quá cao á, người sử dụng lao động sẽ ép người lao động. Còn nếu cho rằng lương thấp á, thì anh cứ nghỉ việc đi, tôi rất dễ kiếm được người thế chỗ của anh à. Và ngược lại, tỷ lệ thất nghiệp mà quá thấp thì người lao động sẽ ép người sử dụng lao động. Nếu mà không tăng lương á, tôi sẽ nghỉ việc nha, anh sẽ khó kiếm được người thế chỗ của tôi á. Ngoài cái luật lao động, còn có các cái tổ chức công đoàn để mà hài hòa lợi ích giữa hai bên nữa. Ở Việt Nam mình ha, nhìn vô cái bảng lương công chức viên chức của một đứa trẻ cũng biết là thấp đó. Trời ơi, quá thấp, thấp tới mức mà khôi hài luôn. Ý, nhưng mà sao, người ta vẫn sống phay phay kìa, thậm chí là giàu sụ luôn. Thì sao vậy? Nhờ tham nhũng. Lương thấp, không có đủ sống, nhưng mà người ta vẫn tìm đủ mọi cách để mà chen lấn, chạy chọt để mà xin vô làm. Để làm gì? Tham nhũng cho làm gì? Từ một cảnh sát giao thông ha, chặn đường mãi lộ năm ba chục cho tới vài trăm ngàn, hay là một cái nhân viên hành chính vặn vẹo nhũng nhiễu năm ba chục hay là vài trăm ngàn,
cho tới cái cấp trung ương á, tham nhũng á, chục tỷ, trăm tỷ, ngàn tỷ, tất cả đều tham nhũng. Thành ra nếu mà nói là do lương thấp nên phải tham nhũng ha, vậy sao anh không nghỉ việc đi, hoặc là lập công đoàn đi để thỏa thuận hay là đình công đòi tăng lương nhé. Anh không có được phép lập công đoàn độc lập ngoài cái thứ công đoàn cánh tay nối dài của đảng, đúng không? Vậy thì quá rõ rồi, anh đang bị cai trị bởi chế độ độc tài, anh không có dám chống lại cái quyền lực độc tài, cái quay qua bóp nặng dân chúng. Cái đó đó nha, người ta gọi là cái gì? Thượng đội hạ đạp. Nó là hèn. Dân chúng không có dám chống lại cái quyền lực độc tài, cái quay qua bóp nặng lẫn nhau, cái đó cũng là thượng đội hạ đạp đó, và cái đó cũng là hèn đó. Nói chung là dưới cái cơ chế độc tài toàn trị, con người đều bị hèn hóa. Dưới cái cơ chế độc tài toàn trị, mọi con người đều bị tha hóa. Giờ ha, ngẫm lại đi, rồi phản tỉnh đi, có phải là chúng ta đang bị tha hóa, trở thành hèn hết không? Hèn nhất từ xưa đến nay luôn á. Ông Ngô Trường An ổng chửi kìa, sợ cái đồ bần tiện. Ủa sao vậy? Thì đó, Campuchia đó miễn phí ăn ở cho 10 quốc gia tham dự SEA Games 32. Vậy chứ kinh phí cho ăn ở của 10 quốc gia trong cái kỳ thi đấu này là khoảng bao nhiêu hen? Thì theo tiết lộ của báo Tuổi Trẻ là cái gì? Việt Nam sẽ tiết kiệm được 12 tỷ đồng vì được Campuchia bao ăn ở miễn phí. Và theo cái báo cáo của Đoàn Thể thao Việt Nam tham dự SEA Games lần này á, với cái số người tham dự kỷ lục là 1.003 người, đông nhất trong 11 nước tham dự luôn. Ok, vậy thì bây giờ mình cứ tạm hiểu là cái gì? Quốc gia đông người tham dự nhất mà chỉ tốn có 12 tỷ à. Còn cái quốc gia mà ít người tham dự như là Đông Timor hay là Brunei hay Lào thì nó cũng chỉ nằm trong cái độ chắc 5-7 tỷ thôi ha. Vậy thì bù qua sớt lại thì chi phí cho ăn ở kỳ SEA Games lần này cho 10 quốc gia nó cũng chỉ khoảng 100 tỷ là thừa chứ gì. Trời ơi, 100 tỷ hả? Chỉ bằng nửa cái cổng chào của Quảng Ninh thôi chứ nhiêu. Vậy so với một quốc gia thì cái số tiền ấy nó đâu có lớn phải không quý vị? Ấy vậy mà cái tờ báo Tuổi Trẻ lại còn lo lắng sợ rằng là Campuchia họ cho ăn không no, nấu ăn sợ không ngon. Cho nên báo đăng đàn đánh tiếng trước rằng là hy vọng là Campuchia bao cho ra bao nha, chứ đừng có nói là bao từ A đến Z mà để vận động viên ăn đói uống khát nha. Má ơi, thiệt khổ luôn á. Với cái tư duy mà đặt cái dạ dày lên trên bàn cân để mà mặc cả với tinh thần thượng võ thì tôi nói thiệt nha, dù có đem về hàng trăm cái huy chương vàng cũng thiệt không thể nào mà mang lại cái danh dự cho quốc gia được hết chi. Báo chí gì mà bần tiện quá sức hả? Quý vị biết không, ông thầy giáo Nguyễn Hưng Quốc ở bên Úc, ông kể chuyện chứ, Việt Nam với Thái Lan hả? Mấy ngày vừa rồi trên Facebook nhiều người nói đến cái chuyện của ông Thái Văn Đường, một người bất đồng chính kiến bị công an Việt Nam bắt cóc tại Thái Lan và đưa về Việt Nam giam giữ. Cái chuyện đó thì thiệt ra không có lạ. Hồi năm 2019, công an Việt Nam cũng đã từng qua tận Bangkok để mà bắt cóc nhà báo Trương Duy Nhất mang về Việt Nam xét xử đó. Trong cả hai trường hợp thì cảnh sát Thái Lan đều làm ngơ hoặc là đồng lõa luôn. Tôi không có ngạc nhiên chút nào hết á. Hồi tháng 4 năm 2009, tôi bay về từ Bangkok về Hà Nội để tham dự một cái cuộc hội nghị quốc tế về cái việc giảng dạy ngôn ngữ thứ hai do Đại học Mở Hà Nội và Đại học Monash đồng tổ chức. Đến phi trường Nội Bài, cái tôi không được nhập cảnh, dù tôi có visa nha. Tôi bị buộc phải bay về Bangkok. Rồi cái đến Bangkok, vừa ra khỏi cửa máy bay, tôi thấy hai cảnh sát viên người Thái đứng chờ sẵn luôn. Cái họ hỏi tôi có phải Tuấn Nguyễn không? Tôi gật đầu. Cái họ bảo tôi theo họ. Ngay dưới chân máy bay có một cái chiếc xe Jeep. Họ chở tôi đến cái phòng di trú ở trong phi trường. Cái một nhân viên ở đó bảo tôi là họ được chính phủ của Việt Nam yêu cầu giúp đỡ tôi. Trời ơi, tôi bật cười. Hỏi giúp đỡ hả? Bằng cách nào? Cái người đó đáp thì họ sẽ lo thu xếp để mà tôi có thể về lại Úc trên chuyến bay sớm nhất. Tôi hỏi chuyến bay khởi hành lúc mấy giờ nào? Người đấy đáp 12 giờ đêm. Ok, tôi cảm ơn. Xong cái người ấy lại nói chứ để bảo đảm an toàn cho tôi đó thì họ sẽ giữ hộ chiếu của tôi và khi mà tôi lên máy bay thì sẽ có người trả nó lại cho tôi. Thế là trong suốt gần 10 tiếng đồng hồ tôi bị giam chân ở trong phi trường quý vị, không có đi đâu được hết trơn á, tại không có hộ chiếu. Và đó là cái cách mà cảnh sát Thái Lan giúp đỡ tôi theo yêu cầu của chính quyền Việt Nam đó. Vừa rồi là câu chuyện của ông Nguyễn Hưng Quốc, thưa quý vị.